nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Kính thưa cộng đoàn, tin thật buồn, sáng nay Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột có báo tin về sự ra đi của cha cố An Tôn Trương Trọng Tài. Được biết, cuộc đời ngài thật lắm gian nan. Sau giải phóng, cha cố phải đi tù 13 năm, trải qua 4 trại giam khác nhau. Trong tâm tình hiệp thông, xin quý cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn cha cố An Tôn được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Tin buồn, chúng con xin báo tin cùng quý cha và toàn thể tin buồn. Cha cố An Tôn Trương Trọng Tài vừa được Chúa gọi về vào lúc 1 giờ 15 phút sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 tại Tòa Giám mục. Xin các cha cầu nguyện và dâng ba thánh lễ cho ngài. Kính Stefano Nguyễn Văn Đậu. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ được sống đời đời. Cáo phó. Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột cùng gia đình, huyết tộc và linh tông xin kính báo. Linh mục An Tôn Trương Trọng Tài, hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã an nghỉ trong Chúa lúc 01 giờ 10 phút Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, hưởng thọ 90 tuổi với 57 năm linh mục. Nghi thức tẩn liệm lúc 22:00 Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Thánh lễ an táng lúc 05:00 sáng thứ Hai ngày 12 tháng 9 năm 2022 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột do cha tổng đại diện chủ sự, sau đó sẽ di quan về giáo họ Thanh Lâm, giáo xứ Vinh An. Trong ngày thứ Hai tại giáo họ Thanh Lâm, quý cha và mọi người có thể đến kính viếng và dâng lễ cầu nguyện cho cha cố An Tôn. Thánh lễ cuối cùng tiễn đưa cha cố An Tôn sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 45 phút sáng thứ Ba ngày 13 tháng 9 năm 2022 tại giáo xứ Vinh An. Cha cố An Tôn sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh An, giáo phận Ban Mê Thuột. Tiểu sử cha cố An Tôn, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1933 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ năm 1944 đến năm 1955, học tiểu chủng viện xã Đoài. Từ năm 1955 đến năm 1958, làm thầy giảng giúp giáo xứ Vĩnh Phú, giáo phận Phan Thiết. Từ năm 1958 đến năm 1965, học đại chủng viện Xuân Bích. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965 tại Sài Gòn, đã phục vụ. Từ năm 1965 đến năm 1966, Phó sứ Phương Nghĩa thuộc giáo phận Kon Tum. Từ năm 1966 đến năm 1967, Phó sứ Vinh Đức, Hà Lan A, giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 1967 đến năm 1968, Quản sứ Quảng Nhiêu, giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 1968 đến năm 1973, Tuyên úy Tiểu khu Đắk Lắk. Từ năm 1973 đến năm 1975, Quản sứ Vinh Đức, Hà Lan A. Từ năm 1976 đến năm 1988, đi tù. Trại Mê Vồ Đắk Lắk, trại Tân Kỳ, Nghệ An, trại Bắc Thái, Thái Nguyên, trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa. Từ năm 1988 đến năm 1991, ở tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Từ năm 1991 đến năm 1997, Quản sứ Duy Hòa, giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 1997 đến năm 2011, Quản sứ Phúc Lộc, giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 2011 đến năm 2022, hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Xin miễn vòng hoa, phướn. Xin mỗi cha thuộc giáo phận Ban Mê Thuột dâng ba lễ cầu nguyện cho cha cố An Tôn. Chương trình kính viếng và cầu nguyện cho cha cố An Tôn Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 sẽ có các giờ cầu nguyện dâng lễ vào lúc 10:00 giáo xứ Phúc Lộc, 14:00 giáo xứ Duy Hòa, 15:15 giáo xứ Phúc Bình, 16:30, 18:00 giáo xứ Quảng Nhiêu, 19:30 dòng Nữ Vương Hòa Bình, 20:00, 21:15. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha cố An Tôn được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cha cố An Tôn được nghỉ ngơi ở chốn bình an.
Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.